Xin chào tất cả các em, hôm nay chúng ta sẽ cùng chữa bài tập của bài 6 Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Trang 22. Chúng ta sẽ chữa các bài tập trang 24. Chúng ta sẽ cùng làm bài 1.36. Viết các tích sau dưới dạng một lũy thừa. Ý A, 9 nhân 9 nhân 9 nhân 9 nhân 9. Chúng ta thấy ở đây có 5 thừa số 9 đúng không? Như vậy ở đây sẽ là 9 mũ 5. Đấy. Tiếp theo ý B. 10 nhân 10 nhân 10 nhân 10. Chúng ta đếm thấy có 4 thừa số 10 đúng không? Như vậy sẽ là 10 mũ 4. Tiếp theo ý C. 5 nhân 5 nhân 5 nhân 25. Chúng ta nhìn thấy có 3 thừa số 5 và 1 thừa số là 25 đúng không? Vậy chúng ta sẽ đưa về thành các thừa số giống nhau. Đúng không? Sẽ bằng 5 nhân 5 nhân 5. 25 này ta sẽ viết thành 5 nhân 5. Như vậy sẽ bằng 5 nhân 5. Đấy. Như vậy chúng ta có tất cả là 1, 2, 3, 4, 5 thừa số 5. Vậy là sẽ bằng 5 mũ 5. Tiếp theo ý D. A nhân A. Đấy. Chúng ta nhìn thấy là có 6 thừa số A nhân với nhau. Như vậy là ta có A mũ 6. Tiếp theo chúng ta sẽ làm bài tập 1.37. Hoàn thành bảng sau và vở. Câu thứ nhất là lũy thừa. Câu thứ hai là cơ số. Tiếp theo là số mũ. Tiếp theo là giá trị của lũy thừa. Chúng ta có lũy thừa. Thứ nhất là 4 mũ 3. Chính là 4 lũy thừa 3 đúng không? Vậy thì ở đây 4 mũ 3 thì cơ số là mấy? À, cơ số là 4 đúng không? Số mũ là 3. Giá trị của lũy thừa, có nghĩa là ta tính cái lũy thừa này ra sẽ nó bằng bao nhiêu? Bốn mũ ba thì sẽ bằng 4 nhân 4 nhân 4. Đấy. 4 mũ 3 có nghĩa là 4 à 3 thừa số 4 nhân với nhau. 4 nhân 4 bằng 16. 16 nhân 4 sẽ bằng 64. Như vậy giá trị của lũy thừa 4 mũ 3 là bằng 64. Tiếp theo câu thứ hai, người ta cho biết cơ số là 3. Số mũ là 5. Đấy. Bây giờ cần phải điền lũy thừa và giá trị của lũy thừa ở đây, đúng không? Ở đây cơ số là 3, ta biết là 3. Số mũ là 5. Vậy nó là 3 mũ 5. Đấy. Vậy giá trị của lũy thừa là bao nhiêu? 3 mũ 5 có nghĩa là 5 cái thừa số 3 nhân với nhau. 5 số 3 này nhân với nhau. Ta có 1 2 3 4 5 đúng không? Đấy. 3 nhân 3 nhân 3 nhân 3 nhân 3, 5 số 3 nhân với nhau. Đấy, 3 nhân 3 là 9. 9 nhân tiếp với 3 đúng không? Ta có 9, 9 nhân 3. 99 81. 81 nhân 3. 38 24 bằng 243. Tiếp theo, cái dòng cuối cùng, người ta cho biết cơ số là 2 và cho biết là giá trị của lũy thừa là 128. Bây giờ chúng ta phải tìm xem lũy thừa là bao nhiêu và số mũ là bao nhiêu. Chúng ta có 3 mũ 5 chính 3 lũy thừa 5 ấy, hay 3 mũ 5 đúng không? Chính là 5 số 3 nhân với nhau, đúng không? 5 số 3 nhân với nhau thì ra giá trị của nó là 2
143. Đấy. Ta có là ở đây 4 mũ 3 thì sẽ bằng 4 nhân 4 nhân 4, đúng không? Bằng 3 số 4 nhân với nhau. Và giá trị của nó thì bằng 64. Đúng không? Bây giờ ở đây người ta không cho biết, người ta chỉ cho biết mỗi cơ số thôi, đúng không? Cơ số là 2. Vậy thì là 2 mũ mấy, đúng không? 2 mũ mấy để bằng 128. Vậy thì ta gọi cái số mũ này là x đi, đúng không? Ta gọi số mũ này là x. Ta gọi là x, đúng không? Vậy thì nó sẽ là x thừa số 2, đúng không? Sẽ là 2 nhân 2 vân 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 nhân 2. Đấy. Với x thừa số 2, đúng không? X thừa số 2 sẽ bằng 128. Như vậy muốn tìm cái x thừa số 2 này, bao nhiêu thừa số 2, đúng không? Thì ta sẽ lấy 128 này chia cho 2 thì sẽ ra số thừa số 2 này. Đấy. Ta lấy 128 ta chia 2. Một trăm hai mươi tám chia hai, 12 chia 2 được 6. 8 hạ 8, 8 chia 2 được 4. Tiếp theo là lấy tiếp, chia 2 tiếp, đúng không? Sẽ được là 14 chia 2 được 64 chia 2 được 3. 32, đúng không? Đấy, không. Tiếp theo 32 chia cho 2, 1, 2 là 2 thì 1, 12 được 16, đúng không? Tiếp theo 16 chia 2 thì được 8, 8 chia 2 thì được 4, 4 chia 2 được 2, và 2 chia 2 được 1. Đấy. Như vậy ta sẽ có là nó sẽ bằng 2 nhân 2 nhân 2 nhân 2 nhân 2 nhân 2 nhân 2. Đấy. Như vậy 128 sẽ bằng 2 nhân 2 nhân 2 nhân 2 nhân 2 nhân 2 nhân 2. Và đây ta thấy đây là có 1 2 3 4 5 6 7 thừa số 2 nhân với nhau, đúng chưa? Như vậy sẽ bằng 2 mũ 7. Đấy. Như vậy đây ta sẽ có là số mũ là 7. Và lũy thừa là 2 mũ 7. Tiếp theo chúng ta sẽ làm bài 1.38. Bài 1.38 yêu cầu là tính. Ý A là 2 mũ 5 thì bằng bao nhiêu? Đấy. 2 mũ 5 có nghĩa là 5 thừa số 2 nhân với nhau. 5 số 2 này nhân với nhau, đúng không? 1, 2, 3, 4, 5 sẽ bằng 2 x 2 bằng 4, 4 x 2 bằng 8, 8 x 2 bằng 16, 16 x 2 bằng 32. Như vậy kết quả bằng 32. Tiếp theo ý B là 3 mũ 3. 3 mũ 3 là 3 thừa số 3 nhân với nhau sẽ bằng 3 x 3 nhân 3. 3 x 3 bằng 9, 9 x 3 bằng 27. Tiếp theo ý C là 5 mũ 2. 5 mũ 2 là 2 số 5 nhân với nhau, đúng không? Chính là 2, 5, 2 thừa số 5 sẽ bằng 25. Ý D, 10 mũ 9 sẽ bằng 9 số 10 này nhân với nhau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, đúng không? Đấy. Sẽ bằng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 thôi. À, 9. 9 thừa số 10 để nhân với nhau. Vậy sẽ bằng 10.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vậy thì có 9 số 0. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sẽ bằng 1 tỷ. Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ làm bài tập 1.39. Viết các số sau thành tổng giá trị các chữ số của nó bằng cách dùng các lũy thừa của 10. Số 215, 902, 2020, 883.001. Vậy ta sẽ viết đó thành tổng các giá trị của các chữ số. Gần như kiểu là trăm chục đơn vị đấy, đúng không? Tổng của các trăm chục đơn vị đấy. Ta sẽ có là số đầu tiên là 215. Sẽ bằng 215 thì chữ số 2 là hàng trăm, đúng không? Vậy sẽ bằng 2 x 100. 2 x 100, 100 thì sẽ bằng 10 mũ 2. Như vậy sẽ bằng 2 x 10 mũ 2. Cộng 1, đây là một chục. Một chục chính là 2 x 10 mũ 1. Vậy bằng 2 x 10. 10 mũ 1 là 10, đúng không? À, bằng 1 x 10 mũ 1. Cộng với lại 5, 5 đơn vị. Tiếp theo số 902. 900 thì chữ số 9 là hàng trăm, sẽ bằng 9 x 100. 100 là bằng 10 mũ 2, như vậy sẽ bằng 9 x 10 mũ 2. Cộng chữ số 0 là hàng chục. Cộng với 0 chục thì chúng ta cộng với 0, không phải cộng nữa. Cộng tiếp với 2 đơn vị. Đấy. Tiếp theo là 2020. Sao bằng? Chữ số 2 đầu tiên là 2000. 2000 sẽ bằng 2 x 1000. 1000 sẽ bằng 10 mũ 3. Như vậy sẽ bằng 2 x 10 mũ 3. Cộng chữ này là 0 thì chúng ta không cần nói viết nữa. 2, chữ số 2 ở đây là thuộc hàng là chục, đúng không? Hàng chục sẽ bằng 2 x 10. Chính là 20, đúng không? Tiếp theo, số cuối cùng là số 883.001. Chữ số 8 đầu tiên thuộc là 800.000. Đấy. 800.000 ta sẽ có 8 nhân với lại 100.000. 100.000. 100.000 thì có 5 chữ số 0, như vậy sẽ bằng 10 mũ 5. Cộng. Tám đây là 80.000. Đấy. Hàng chục nghìn, như vậy là 80.000. 80.000 là 80.000 đấy, sẽ bằng 8 nhân với 10.000, đúng không? 10.000 ta sẽ viết bằng 10.000 là có 4 chữ số 0, đúng không? Như vậy sẽ bằng 10 mũ 4. Cộng chữ số 3 này là thuộc hàng nghìn. Vậy sẽ là 3.000. 3.000 sẽ bằng 3 nhân 1.000, đúng không? 3 nhân 1.000, 1.000 sẽ là 10 mũ 3. Cộng hai cái này là không còn cộng nữa. Cộng với 1 đơn vị. Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ làm đến bài 1.40. Tính 11 mũ bình phương, 111 mũ bình phương. Từ đó hãy dự đoán kết quả của 1111 bình phương. Ta sẽ có này, 11 bình phương thì sẽ bằng 2 số 11 nhân với nhau và sẽ bằng 121. 111 bình phương thì sẽ bằng 2 thừa số 111 nhân với nhau và sẽ bằng, chúng ta bấm máy tính ra, 12.321. Đấy. Vậy bây giờ chúng ta quan sát này.
Vậy người ta yêu cầu chúng ta dự đoán đã, đúng không? Dự đoán xem 1111 bình phương thì bằng bao nhiêu. Đấy. Ta có này, 11 bình phương thì có 2 chữ số 1, đúng không? 2 chữ số 1 thì ta có 1, 2, 1. Nhớ chú ý nha, 1, 2, 1. 111 bình phương là có 3 chữ số 1 thì ta có kết quả là 1, 2, 3, 2, 1. Đấy, như vậy cho ta chú ý ở số 2 này, đúng không? Số 3 này, đúng không? 2 chữ số 1 thì có số 2 ở giữa, đúng không? 3 chữ số 1 thì có số 3 ở giữa, đúng chưa? Tiếp theo này, chúng ta nhìn này, 2 chữ số đầu tiên và chữ cuối cùng. Đấy, đây là 1 thì nó đây cũng là 1 rồi. Nhưng ở đây là 12, còn ở đây là 21. Đấy, nó ngược lại, đúng không? 12 đây sẽ là 21, ngược lại của cái 12 này là 21, đúng chưa? Đấy, vẫn là hai cái số này nhưng nó ngược lại nhau. Vậy thì ta sẽ dự đoán là cái số này thì sẽ là ở đây nhá, là 12 1, đúng không? Vậy đây sẽ là 12. 12 này, 3 này, đúng không? Và ở đây số giữa này sẽ là 4. Và ở đây ba số cuối sẽ ngược lại là 3 2 1. Đấy. 321 sẽ là ngược lại của cái ba số đầu này. Đấy. Và chúng ta sẽ dùng thử lại bằng cách là chúng ta tính, đúng không? Nó thử lại bằng cách là tính. Thử lại xem chúng ta đoán có đúng không. Thì ta sẽ có 1111 bình phương sẽ bằng 1111 nhân với 1111. Đấy, tôi sẽ nhân vào thì sẽ ra kết quả đúng như này nha. Bằng 1 2 3 4 321 nha. Sẽ bằng 1.234.321. Tiếp tục chúng ta sẽ làm bài tập số 1.41. Bài 1.41 này. Biết là 2 mũ 10 thì bằng 1024. Hãy tính 2 mũ 9 và 2 mũ 11. Ở đây ta sẽ có này, ta có hai cách làm. Đấy. Cách thứ nhất ta có thể lấy là hai mũ chín, có thể hai mũ chín sẽ bằng 2 mũ 10 trừ đi 1, hoặc là 2 mũ 10 sẽ bằng 2 mũ 9 cộng 1. Chúng ta sẽ làm 2 mũ 9 này sẽ bằng 2 mũ 10 trừ đi 1. Đấy. 10 trừ 1 bằng 9 đúng không? Sẽ bằng. Đấy. Bằng 2 mũ 10. 2 mũ 10 trừ 1 sẽ bằng 2 mũ 10 chia cho 2 mũ 1. Và sẽ bằng. Mà 2 mũ 10 người ta cho sẵn rồi đúng không? Bằng 1024 chia cho 2 mũ 1 là 2, đúng không? Vậy sẽ bằng 10024 chia 2
ta chia 2 thôi. Như vậy sẽ bằng là 512. Đấy. Tiếp theo 2 mũ 11. Mũ 11 thì ta sẽ bằng là 2 mũ 10 cộng 1 đúng không? Ta sẽ đưa về với cái cơ số có mũ là người ta cho sẵn rồi đúng không? Sẽ bằng 2 mũ 10 cộng 1 bằng 2 mũ 10 nhân với lại 2 mũ 1 và sẽ bằng 2 mũ 10 thì người ta cho sẵn rồi là 1024 nhân 2 mũ 1 là 2, chỉ việc nhân vào thôi đúng không? 2 nhân 4 là 8, 2 nhân 2 là 4, 2 nhân 0 là 0, 2 nhân 1 là 2 bằng 2048. Tiếp theo chúng ta sẽ làm bài 1.42. Tính ý A là 5 mũ 7 nhân 5 mũ 3 bằng, ta thấy đây là hai lũy thừa cùng cơ số đúng không? Khi ta nhân hai lũy thừa cùng cơ số thì ta giữ nguyên cơ số, ở đây cơ số là 5 đúng không? Và cộng hai số mũ với nhau, 7 cộng 3, ta có là 7 cộng 3 bằng 10 đúng không? Sẽ bằng 5 mũ 10. Tiếp theo ý B. Năm mũ 8 chia cho 5 mũ 4 sẽ bằng. Đấy, đây là chia hai lũy thừa cùng cơ số. Ta giữ nguyên cơ số là 5. Ta lấy số mũ của số bị chia trừ số mũ của số chia sẽ bằng 8 trừ 4 sẽ bằng 5 mũ 4 đúng không? Đây ta tính sẽ bằng bao nhiêu? Tính kết quả xem giá trị của lũy thừa là bao nhiêu, ta nhân vào đúng không? 5 mũ 10 chính là 5 số 10 số 5 nhân với nhau. 10 số 5 với nhau. Không biết đây nữa, ta viết luôn kết quả đi. Ta tính máy tính lấy 10 mũ 5 nhân với nhau, đúng không? À 10 số 5 với nhau, còn đây là 4 số 5 nhân với nhau. 4 số 5 là 5 nhân 5 nhân 5. Đấy, là 25. 25 nhân 25. 25 nhân 2. 12 10 lấy 1 là 5. Đấy. 52 625. Chỗ này kích nên giá trị của nó bằng 625. Còn đây là 10 số 5 nhân với nhau, đúng không? Một, hai, ba, bốn, năm. Đúng không? Bốn, năm. Đấy. Ta nhân vào với nhau, kết quả bao nhiêu? To lắm, đúng không? Chúng ta dùng máy tính để tính nhá. Thế này chúng ta tự tính như này. Sẽ bằng bao nhiêu? Chúng ta sẽ tính 10 số 5 nhân với nhau vào. Ở đây cô không có máy tính cho nên là chúng ta tự tính cái phép tính này nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ làm bài tiếp theo là bài 1.43. Ta có 1 cộng 3 cộng 5 bằng 9 và bằng
3 bình phương. Có nghĩa là ta cộng cái tổng này sẽ bằng bao nhiêu, đúng không? Sau đó ta viết cái số này bằng cái bình phương của một số nào đó. Đấy. Viết các tổng sau dưới dạng bình phương của một số tự nhiên. Ý A là 1 cộng 3 cộng 5 cộng 7. B là 1 cộng 3 cộng 5 cộng 7 cộng 9. Ý A, 1 cộng 3 cộng 5 cộng 7. Sẽ bằng 1 cộng 3 là 4, 4 cộng 5 là 9, 9 cộng 7 là 16. Đúng không? Và 16 sẽ bằng 4 x 4. Và sẽ bằng là 4 bình phương. Đấy. Tiếp theo, 1 cộng 3 cộng 5 cộng 7 cộng 9. Một cộng 3 cộng 5 cộng 7 bằng 16 rồi đúng không? Cộng thêm 9 nữa là bằng 25. 25 thì bằng 5 x 5 đúng không? Ta viết luôn bằng 5 đúng không? Có thể viết thêm này không sao? Bằng 5 bình phương. Tiếp theo chúng ta sẽ làm bài tập số 1.44. Trái đất có khối lượng khoảng 6 x 10 mũ 20 tấn. Mỗi giây mặt trời tiêu thụ 6 x 10 mũ 6 tấn khí hydrogen. Hỏi mặt trời cần bao nhiêu giây để tiêu thụ một lượng khí hydrogen có khối lượng bằng khối lượng trái đất. Mỗi giây thì mặt trời tiêu thụ 6 x 10.6 tấn đúng không? Bây giờ thì cần bao nhiêu thời gian đấy đúng không? Bao nhiêu giây đấy để nó tiêu thụ khối lượng cái hydro này bằng khối lượng của trái đất chính là bằng 60 x 10 mũ 20 tấn. Ta có là ta gọi cái thời gian ấy, đúng không? Ta gọi cái thời gian là cái thời gian, cái số giây nó tiêu thụ hết cái khối lượng bằng cái số lượng khối lượng của trái đất, đúng không? Thì ta sẽ có một giây là bao nhiêu đây? Một giây thì mặt trời tiêu thụ là 6.10 mũ 6, đúng không? 6.10 mũ 6. Bây giờ đang phải tìm ra thời gian là bao nhiêu. Vậy ta gọi cái thời gian đấy, đúng không? Là x đi, đúng không? Ta gọi cái thời gian đấy là x. Thì ta sẽ có là 6 x 10 mũ 6 nhân với x, đúng không? Đấy. Đây là thời gian, à, khối lượng 1 giây nó tiêu thụ được. Bây giờ từng này giây thì sẽ tiêu thụ được là khối lượng bằng khối lượng của trái đất chính là bằng 60 x 10 mũ 20. Đấy. Đấy chưa? Đấy. 1 giây thì tiêu thụ bằng này, đúng không? Vậy thì x giây để tiêu thụ hết bằng này thì sẽ là bao nhiêu giây, đúng không? Đó, như vậy ta chỉ việc suy ra x sẽ bằng, đúng không? 60 x 10 mũ 20 chia cho, đúng không? Ta chia cho 6 x 10 mũ 6. Đấy. Và sẽ bằng, ở đây ta sẽ có là này, 6 này, 10 này, nhân 10 mũ 20 này, trên 6 x 10 mũ 6 sẽ bằng 60 chia 6 bằng 10, nhân 10 chia 10 mũ 20 chia 10 mũ 6 sẽ bằng 10. 10 mũ 20 trừ 6 sẽ bằng 10 mũ 14. Mũ 14 nhân với 10, 10 chính là 10 mũ 1 đúng không? Sẽ bằng 10 nhân với lại 1 mũ 1 cộng 14 đúng không? Và sẽ bằng 10 mũ 15. Như vậy chúng ta sẽ giải bài toán như sau. Ta có bài giải. Đấy. Như vậy ta chỉ việc thực hiện thuyết chia đúng không? Và ta sẽ trả lời câu hỏi của bài.
mặt trời, thời gian để mặt trời tiêu thụ. Một khí, một lượng khí. Hydrogen có khối lượng bằng khối lượng trái đất là ta sẽ lấy khối lượng của trái đất đúng không? Là 60 nhân với 10 mũ 20 chia cho khối lượng khí mà một giây nó tiêu thụ được đúng không? Là 6 nhân 10 mũ 6. Vậy, vậy sẽ ra thời gian đúng không? Sẽ bằng là đây, vừa tính ra bằng 10 mũ 5. À 10 mũ 15. Đơn vị là giây. Đấy. Là đáp số. Là 10 mũ 15 giây. Chúng ta làm tiếp bài tập cuối cùng, đó là bài 1.45. Theo các nhà khoa học, mỗi giây cơ thể con người trung bình tạo ra khoảng 25 x 10 mũ 5 tế bào hồng cầu. Hãy tính xem mỗi giờ bao nhiêu tế bào hồng cầu được tạo ra. Ta có một giây. Đấy. Thì sẽ tạo ra là 25 x 10 mũ 5 tế bào hồng cầu, đúng không? Tế bào hồng cầu. Bây giờ hãy tính xem 1 giờ thì là bao nhiêu, đúng không? Bao nhiêu tế bào. Đấy. Như vậy thì ta chỉ việc lấy số số tế bào 1 giây người ta nó tạo ra, đúng không? Nhân với lại số thời gian này thì sẽ ra, đúng không? Mà ở đây người ta giây, ở đây là giờ, đúng không? Như vậy ta phải đổi cái giờ này ra đơn vị là giây, đúng không? Hãy tính xem mỗi giờ, có nghĩa là 1 giờ đấy, mỗi giờ chính là 1 giờ đấy, đúng không? Vậy 1 giờ thì là bao nhiêu? Vậy ta sẽ phải đổi 1 giờ này ra. Bài giải. Ta phải đổi 1 giờ ra giây, đúng không? Ta đổi ra nháp nhá. Ta có 1 giờ thì bằng 60 phút. 1 phút lại bằng 60 giây. Cho nên 1 giờ sẽ bằng 60 phút. 1 phút thì bằng 60 giây, vậy ta sẽ nhân với 60 giây. Đúng không? Sẽ bằng 6 x 6 bằng 36, thêm 2 số 0 đằng sau nữa, 3600 giây. Đấy. Từ phút đổ ra giây ta lại nhân với 60. Sẽ bằng như vậy 1 giờ sẽ bằng 3600 giây. Bây giờ biết là 1 giây thì tạo ra là 25 nhân với 1 10 mũ 5 tế bào, đúng không? Vậy từng này giây thì ta sẽ nhân với số giây này thôi. Vậy ta sẽ có mỗi giờ số tế bào hồng cầu được tạo ra là 25 nhân với 10 mũ 5 nhân với số giây là 3600 sẽ bằng
ta lấy 25 nhân với 3600. Nhân 3600 sẽ ra là 90.000. Ta nhân với 10 mũ 5. Đấy, sẽ bằng. Chín mươi nghìn sẽ bằng 9 nhân với lại, ở đây có 1, 2, 3, 4 chữ số 0 đúng không? Sẽ bằng 10 mũ 4. Đấy. Nhân với lại 10 mũ 5. Sẽ bằng 9 nhân với 10. 10 mũ 4 nhân 10 mũ 5 sẽ bằng 10 mũ 4 cộng 5 là 10 mũ 9. Đấy, bằng 9 nhân 10 mũ 9. Đơn vị là hồng cầu. Tế bào hồng cầu đúng không? Tế bào. Đáp số là 9 nhân 10 mũ 9, tế bào. Trong bài giải thì chúng ta nên là ghi luôn kết quả, đúng không? 25 nhân với 10 mũ 5 nhân với lại 3600 sẽ bằng 9 nhân với 10 mũ 9. Cái phần này chúng ta sẽ thực hiện ra nháp. Cái bước trung gian này chúng ta thực hiện ra nháp. Đấy, chúng ta viết ngay kết quả luôn vào trong bài giải. Như vậy trong giờ học hôm nay chúng ta sẽ vừa chữa tất cả các bài tập của bài 6 là lũy thừa với số mũ tự nhiên. Trong giờ học tiếp theo chúng ta sẽ cùng học quy thuyết của bài 7 thứ tự thực hiện các phép tính, trang 25. Video của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em trong bài tập tiếp theo. Cảm ơn các em đã theo dõi video.